báo Thái Lan chê bai chất lượng của đội tuyển Indonesia. Truyền thông Thái Lan lên tiếng chê đội tuyển Indonesia sau khi đội bóng này thua dễ Iraq 1-3 vào tối qua, ngày 15 tháng 1, tại bảng D Asian Cup 2023. Indonesia thua Iraq 1-3 trong trận đấu diễn ra tối qua, ngày 15 tháng 1. Sau trận thua này, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-jong đối diện với nhiều sự chỉ trích. Tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận, sau trận thua Iraq, Indonesia xếp thứ 4 tại bảng D, sau đội tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ sở vạn đảo sẽ phải đụng độ đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 1. Indonesia chịu đả kích lớn từ đối thủ Iraq. Về phía Iraq, trận thắng trước Indonesia giúp đội này giữ vị trí nhì bảng D, sau Nhật Bản, Siam Sport thông tin thêm. Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thanrat nêu thực trạng chung của bóng đá Đông Nam Á. Cho đến thời điểm này của Asian Cup 2023, đó là thực trạng toàn thua ở lượt trận ra quân. Indonesia là đội Đông Nam Á tiếp theo thất bại tại giải vô địch bóng đá châu Á năm nay. Thanrat cho biết, đội bóng Đông Nam Á Indonesia không thể chống lại Iraq trước khi Indonesia bị Iraq đè bẹp. Kết quả chung cuộc, Iraq giành chiến thắng 3-1, qua đó họ giành 3 điểm đầu tiên tại giải đấu năm nay, trước khi Iraq gặp Nhật Bản vào ngày 19 tháng 1. Thanrat chia sẻ, có 4 đội Đông Nam Á tham dự Asian Cup 2023, gồm đội tuyển Việt Nam, Indonesia, bảng D, Malaysia, bảng E và Thái Lan, bảng F. Trong đó, hai đội Indonesia và Việt Nam chung bảng. Về hai đội Đông Nam Á trong bảng D, Thanrat nhận định, trước khi Indonesia thua Iraq vào tối qua, đội tuyển Việt Nam có thất bại 2-4 trước Nhật Bản. Cả hai đội bóng Đông Nam Á đều thua ở lượt trận ra quân. Cho đến thời điểm này, các đại diện của bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa có chiến thắng. Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhau vào ngày 19 tháng 1, vẫn là những dòng được viết trên tờ Thanrat. Dù sao thì các đội Việt Nam và Indonesia vẫn có cơ hội lọt vào vòng mùng 1 tháng 8 tại Asian Cup năm nay, nếu như hai đội đánh bại được đối thủ ở trận đối đầu trực tiếp vào ngày 19 tháng 1. Theo điều lệ của Asian Cup 2023, hai đội dẫn đầu mỗi bảng, có tổng cộng 6 bảng, cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 6 bảng, sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu đánh bại được nhau trong trận đấu vào ngày 19 tháng 1, một trong hai đội tuyển Việt Nam hoặc Indonesia hy vọng sẽ giành được vé vớt.